Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn intro bài hát Hận Đồ Bàn của guitar Lâm Thông. Anh nông dân Cần Thơ hát rất là hay ha. Trong bài này thì hát ở tông đô thứ, nhưng mình hướng dẫn các bạn ở tông rê thứ cho nó dễ ha. Khi nào các bạn chơi tông rê thứ rồi, các bạn chỉ cần dịch sang một cung là tông thành tông đô thứ. Rồi mình sẽ ghi nốt ở tông rê thứ cho nó dễ ha. Thực hiện nào các bạn bấm được rồi thì các bạn chỉ cần dịch cho một cung là được. Rồi, đoạn này cũng có 5 câu. Mình chia ra 5 câu ít nốt cho các bạn dễ tập theo ha. Câu đầu tiên, đầu tiên là bấm nốt rê, rê này, nâng cao, nâng số 10 ha, số 10. Rê, rê phá rê, đô la. Đây, câu số 1 rất đơn giản ha. Rê phá rê đô la. Rồi, câu số 2, đô rê đô la son. Đó. Hai câu. Câu số 3, pha, pha bấm lên này, pha này, mi pha này, pha, pha, lá, son, pha, rê, rồi xong câu số 3, câu số 4. Câu số 4 thì các bạn có thể bấm chỗ này hoặc di chuyển sang chỗ này được ha. Mi pha này, mi pha. Pha mi, rê, đô, đô rê. À. Pha mi rê, đô, đô rê. Đấy. Rồi, câu số 5. Bát, la. Bát nốt la nha. La son. Fa. Fa đây này. Fa. Rê. À. À. Rồi mình bấm lại ha. Rê này. Rất là hay ha, đơn giản nhưng mà rất là hay. Bài này chơi theo điệu rumba. Rồi vậy thôi, các bạn tập được rồi, các bạn chỉ cần dịch sang một cung là thành đô thứ, là đúng như bản gốc vậy ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.